Mới đây, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Bình Dương tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Với chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng, từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động nhằm lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt trong các ngày, đợt mua sắm cao điểm, cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các doanh nghiệp cần xây dựng công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng, chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện và là cầu nối giữa người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước và các cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.